đó là một cái loại rễ rất là đặc biệt, Kuzu Wine là một loại, nó có thể giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều về cái cho cái lấy thông tin để cho hình lên lại đây. Cái Kuzu Wine này đó, thưa quý vị, nó giúp cho chúng ta đầu tiên hiện tại ngay bây giờ đó là nó hỗ trợ cho chúng ta là điều khi quý vị uống vô là quý vị sẽ không có bị cảm, không có bị sốt như quý vị nha, không bị cảm, không bị sốt, tránh được nhiều 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 bệnh tật mà do thời tiết gây ra. Cho nên là tôi muốn chia sẻ đến quý vị nha, nó đặc biệt nó giúp cho chúng ta đó là nó Dạ, chị để em chút cho ghi tên, chị tên gì nè. Chị em là gì nè, rồi nó sữa ông chúa ha, rồi mình đang ghi vô đây. dạ Rồi có và rồi, có rồi, lấy sữa ông chúa ha. Mua hai tặng nó giúp mấy? cho chúng ta là chẳng hạn như quý vị biết Hai tặng ba ha, được là rồi, ở ok trong có cơ ghi thể rồi của nha, chị ta ra đó lấy ha. là Dạ có rồi, một cảm ơn điều chị. đó là khi quý vị bị 28 57 cm tiểu đường thì trong người quý vị á. nóng Ừ, hổi dạ rồi, cảm đó ơn. là những cái hiệu chứng mà khi quý vị mà con người cơ Alo, thể mình alo. mà lúc nào cũng có cái hơi ấm nóng trong cơ thể là chúng ta bị tiểu đường nha quý vị nha. Đó rồi giúp Dạ cho chúng rồi, mua ta 2 tặng 3 thì là đúng rồi. nhất là ở Dạ trong rồi, cái thời tiết anh như tên tôi gì, mà anh nói tên đó gì ạ? là bị cảm đó, Chị bị nóng anh lạnh Dân hả? nha quý vị nha. Thì quý Anh vị Danh, dạ sử rồi em dụng có ghi tên Danh rồi nha. Rồi ok cái anh Danh. Kuzu Dạ lại rồi, 2 tặng 3. cái Rồi tử cảm ơn cái Danh, dạ rồi. rễ đông này để giúp cho chúng ta tránh được những cái điều như tôi mã vừa nói và đồng thời giúp cho chúng ta là tránh cho chúng ta là cổ và mắt đau nha. Không biết là quý vị có đau nhức mắt không, cái bệnh đau nhức mắt không biết quý vị có hay không nha quý vị. Đó nó sẽ giúp đỡ chúng ta, là ai biết đang bị đau cổ nhé, đau cổ nhức mắt đại khái là như vậy. Và đồng thời á là nó cũng giúp đỡ cho chúng ta tránh được là bệnh kia là ung thư nha quý vị nha. Và nó đẩy đi những cái buổi tối mà chúng ta nằm hay đổ mồ hôi đó Dạ. là nó đẩy đi ra khỏi là cơ thể của mình, nó giữ cái cơ thể mình của mình ấm áp và một buổi tối ngủ ngon nha quý vị nha. Và ai nhất là phụ nữ là bị đau upset stomach giống như là bị đau đau bụng đó, đau bụng và inflammation cái như là có những cái vi trùng trong cái cơ thể của mình đó thưa quý vị nha. Và những cái mà chúng ta cần thiết đó là khi chúng ta bị có những cái đau cơ thể chẳng hạn như đau mắt, đau cần cổ và buổi tối hay thường xuyên cơ thể chúng ta bị hầm, bị nóng, bị hơi ẩm vân vân đó thưa quý vị. Thì đó là những cái mà chúng mã muốn chia sẻ với quý vị nha. Mà cái này uống vào á, là nó rất là nó độ nó thí dụ như một điều nữa tốt nữa là ai mà uống rượu uống bia xong đó uống cái này nó sẽ giải mát, Vâng. nó làm mát gan, mát cái cơ thể của mình thưa quý vị nha. Đó một hộp như vậy nha, đây là một hộp là như vậy đó, một hộp như vậy đó, một hộp như vậy nó có tổng cộng là cái 1.200 cal là Ba tổng chị ra gói, là ba chị gói. 1.000 ml là cái chính ra là 1 lít, 1.700 mà tính ra là 2.100 ml nha quý vị, 2.100 ml đó, 2.100 Đúng ml rồi, một con gói là đó, 70 ml. thì đó Wow. tổng cộng của nó là cái bịch hộp này nữa, tổng cộng cái nước của nó đó lên tới là 2.100 ml thưa quý vị. 2 lít mấy luôn á. Dạ, đó ngày hết hàng của nó là được cái này vừa mới sản xuất là tới năm 2026 vào tháng 2 là cái như chúng tôi như là chúng ta có 2 năm hơn thì chúng bạn nói thật hơn 2 năm là chuyện nhỏ tại vì cái này trong 1 năm và quý vị đã uống hết rồi nha. Cho nên quý vị đặc biệt cái hộp này á, là nên có sẵn trong nhà nó còn hay hơn là cái sâm, đó là cái điều á, là nhiều khi á, mình uống rượu uống bia trong nhà đi tiệc về nè thì con Dạ. người mình nó nóng buổi tối á, nó tỏa ra cái hơi nóng trong người đó như quý vị thì chúng ta đọc giùm cho khách hàng cho. Vâng. Thưa quý vị, cái dù là một cái cây nho như quý vị là một cái loại nho và trong cái điều kiện mà nó phát triển thích hợp thì nó lây lan dễ dàng, bao phủ hầu như là mọi thứ, không có di chuyển ra khỏi cái đường đi của nó.
Và kudzu này đã được du nhập vào Bắc Mỹ vào năm 1876 ở miền Đông Nam Hoa Kỳ để mà ngăn chặn xói mòn đất. Nhưng những cái sắn dây lan truyền nhanh chóng này và nó đã lấn át các trang trại và tòa nhà, khiến cho một số người gọi kudzu là cây nho ăn thịt miền Nam. Rễ, hoa và lá của kudzu này đã được sử dụng để làm thuốc. Nó đã được sử dụng trong y học Trung Quốc từ ít nhất là 200 năm trước công nguyên. Và ngay từ năm 600 sau công nguyên, nó đã được sử dụng để mà điều trị chứng nghiện rượu. À, ai mà nghiện rượu là để ý cái kudzu này nha quý vị. Ngày nay thì cái sắn dây được sử dụng để mà điều trị được cái chứng nghiện rượu và giảm đi các triệu chứng nôn nao do rượu gây ra, bao gồm như là đau đầu, khó chịu ở dạ dày, chóng mặt và nôn mửa. Kudzu cũng được sử dụng cho các vấn đề về tim và tuần hoàn, bao gồm huyết áp cao nè, cũng uống được, nhịp tim không đều và đau ngực. Đối với các vấn đề về hô hấp, bao gồm như là nhiễm trùng vùng xoang, cảm lạnh thông thường, sốt cỏ khô, cúm, đó mùa này mùa cúm đâu quý vị, cũng như là cúm lợn. Và các vấn đề về da bao gồm như là phát ban dị ứng, ngứa và bệnh vẩy nến. Wow, nó luôn những cái vấn đề về da luôn cho quý vị. Một số người sử dụng sắn dây này để mà điều trị các triệu chứng như là mãn kinh. Quý vị phụ nữ nào mà mình trong thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh cũng đều uống được cái kudzu này. Đau cơ, bị sởi, bị kiết lỵ, có nghĩa là mình bị táo bón nó đưa đến kiết lỵ, đau dạ dày, viêm dạ dày, sốt, tiêu chảy, khát nước, cứng cổ và thúc đẩy đổ mồ hôi. Các công dụng đường uống khác bao gồm điều trị bệnh bại liệt, viêm não, đau nửa đầu, bị điếc, tiểu đường và chấn thương. Và các nhà cung cấp dịch vụ y tế ở Trung Quốc đôi khi đã tiêm một cái purarin là một chất hóa học ở trong kudzu vào tĩnh mạch, có nghĩa là chúng ta bơm vào trong đường tĩnh mạch của mình để mà điều trị cái bệnh đột quỵ do máu đông gây ra nha quý vị. Thật ra đây là một cái sản phẩm có thể nói rằng là nó bá bệnh đó, nó bá bệnh luôn phải không anh? Đúng ạ, quá trời luôn. Thật ra quý vị ơi, các vị đã đang có những cái triệu chứng trên, hay là mình đang có những cái biến chứng, hay những như là mình đang bị những cái triệu chứng này, thì nên dùng thử qua. Đây là một cái loại sắn dây mà đặc biệt kudzu nha quý vị. Nhưng mà cái đặc biệt á là cái sự tinh vi của người Hàn Quốc làm cái sản phẩm này. Vâng. Nó còn hay hơn người Mỹ và cũng hay hơn người Trung Quốc nữa. Đúng rồi. Đó. Quan trọng là cái người ta bào chế ra đúng cái rồi. Loại sắn dây này thành một cái loại thuốc hỗ trợ cho chúng ta điều trị bệnh. Cái hiện tại giờ chúng ta cần đó là ngay bây giờ là thời tiết đang đúng lạnh rồi. Lẽo và tại giống như tại miền Bắc rất là lạnh lẽo, từ gần biển và ở miền Nam thì cũng có biển nhưng mà cũng có những vùng nó rất là lạnh lẽo vô cùng, thì chúng ta cần còn cái này để tránh và làm cho ấm áp, và khi chúng ta uống cái này vào đó nha, nó rất là tốt cho cái cơ thể, là nhất là những người nào bị bệnh tiểu đường. Ừ. Cái cơ thể của người bị bệnh tiểu đường á là cơ thể họ nóng lắm, tại cái máu nó có đường nhiều, cho nên á là nó rất là tốt cho những người mà ai mà bị tiểu đường cũng như là cholesterol và bệnh tim á là rất là tốt cho quý vị nha. Chỉ có những cái điều mà chúng bạn mới nói hiện tại thì là cần thiết thôi, chứ thật ra thì còn rất là nhiều nha quý vị. Còn ví dụ như mình đi tiệc mà mình nhậu xong, mình uống rượu uống bia xong, rồi trước khi mình về thay vì mình uống trà, thay vì mình uống trà mình móc cái bình này ra mình uống nha, để nó giải nhiệt. Đó, rồi mình đi về mọi người mình mát nha quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta đây là cái rễ này nó được gọi là rễ kudzu hả? Là một cái loại sắn dây. Sắn dây đúng rồi, sắn dây là nó gọi là cái gì đó, dông gì đó. Đây là kudzu, để tôi mã dịch ra cái kudzu là tiếng Việt được gọi là gì đây? Nó gọi là nho đó, nho nó một lần người ta ví nó một cái loại nho, dây nho rất là tốt cho quý vị nha. Kudzu, để tôi mã dịch thử coi. Kudzu là sắn dây, giờ dây sắn đó, quý vị nha. Rồi bây giờ tôi mã sẽ đưa đến cho quý vị một cái giá rất là tốt. Một cái hộp này là 79 đồng nha quý vị nha. Một hộp về là 79 đồng, nó có tổng cộng là 2.100 ml nước ở trong đây để quý vị uống. Mỗi lần quý vị uống chỉ có 30 ml hoặc 20 ml mà thôi là đủ cho cái cơ thể của mình rồi nha quý vị nha.
Thì bây giờ tôi mới gửi đến quý vị, giá của nó là 79 đồng cho mỗi một hộp nha, 79 đồng cho một hộp. Hôm nay tôi mới mua nhiều thì quý vị sẽ được cái giá dưới giá vốn nha. Cái giá sau này quý vị mua cái hộp này đó là 45 đồng nha, 45 đồng. Ngày hôm nay tôi mới gửi đến cho quý vị nha. Quý vị nào mua một hộp là 39 đồng nha, 39 đồng 95 sen nha, 39 đồng 95 sen. Quý vị mua hai là mua đánh dấu nhân thành hai đó, đánh dấu nhân, đánh dấu nhân đó. Dấu nhân đâu, cái S đâu, bỏ chữ S vô cho nó dễ đó, là quý vị mua hai trở lên nha, mua hai trở lên tôi mã gửi đến quý vị là 35 đồng nha, 35 đồng nha, 35 đồng. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị nào mua 3 thùng trở lên, 3 thùng trở lên nha, 3 thùng trở lên chúng mã xin gửi đến cho quý vị nha, mua 3 trở lên bóp nhỏ lại nữa cũng không sao, mua 3 trở lên chúng mã muốn gửi đến cho quý vị dưới giá vốn nha. Xin quý vị gọi vào ngay để mà mua được cái sản phẩm này, chỉ còn có 29 đồng wow. 95 sen mà thôi, mua 3 trở lên. Xin quý vị bắt đầu gọi vào số điện thoại là 7142905902 wow. 4098499723. Đây là sản phẩm mà tôi mã muốn cho mọi người được ấm áp trong cái ngay bây giờ, để quý vị được khỏe, quý vị được dạ. được mọi điều tốt cho cơ thể trong cái mùa đông ngay bây giờ dạ. Thưa quý vị nha, rất là cho mình tốt luôn. Cho ai bệnh tiểu đường, mình cao máu, cholesterol đó quý vị dạ. Và bệnh dạ, tim, ai có đang bệnh tim và có nhiều chứng bệnh khác đó, rất là nhiều cái chứng bệnh, nhiều lắm quý vị ơi. Dạ rồi, cô lấy 3 thùng luôn nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, uống thử hello. Cô tốt lắm cô. Dạ, dạ, rất là tốt đó cô. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Rồi, dạ, lấy 3 thùng cô. Mai cô ra lấy giùm dạ. Con rồi, ghi 3 rồi. Thùng nha. Dạ, con ghi rồi. 3 dạ, thùng. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn. Dạ, thứ mấy lần rồi. Dạ. Rễ sắn, dạ, 3 vâng. thùng. Rồi. Dạ, lấy 3 thùng luôn. Rồi, cảm ơn nha. Dạ rồi, bắn 3 thùng luôn nha. Dạ rồi. Dạ. Hello. 95 cho một thùng nha. Dạ. Dạ cái này là sắn dây. Dạ, rồi. Ba thùng. Chất của sắn dây rất 5 tốt. Thùng cũng được nha. Không sao. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị nha. Rồi. Dạ rồi, mai chị ra lấy nha. Rồi, 3 thùng. Dạ có 29.95 cho một thùng thôi. 3 thùng. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn ạ. À. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Đó quý vị gọi vào số điện thoại là 7142905902 và 4084997523 thưa quý vị. Gọi vào ngay quý vị ơi, 7142905902 và dạ. 4084997523 dạ, nha quý vị. Dạ. Đặc biệt ngày hôm nay mua 3 trở lên lấy chỉ còn 29.95. Rồi, quý vị hộp. Mua một thùng dạ, á là chỉ có 45 đồng. Rồi, nhưng mà nếu quý vị mua 3 thùng trở lên chỉ còn có 29.95 mà thôi nha quý vị. Đây là một cái sản phẩm rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa. Quý vị nào mà có những cái bệnh lý do bia rượu gây ra, đặc biệt là gan và tim mạch của mình, thì đây là một cái sản phẩm sẽ giúp đỡ cho quý vị rất là nhiều ở trong việc mà chúng ta có thể thải độc trong gan, hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc các chất độc ra khỏi cơ thể của mình, để mà tăng cường cái hệ miễn dịch, bồi bổ cho trí óc, cũng như là giảm căng thẳng khi mình làm việc nha. Mỗi ngày mà mình dùng cái này rất là tốt cho cơ thể của mình nha quý vị. Dạ vâng, mình lại nghe. Dạ. Dạ lấy 3 thùng ạ. 3 thùng mới được cái giá đó. Hello. Dạ chị lấy 1 thùng là 45 đồng. Dạ. Không dạ. Không, 1 thùng 39.95 thôi. Ồ, dạ, 1 thùng đang bớt xuống 39.95. Ôi dạ, xin lỗi chị. Dạ. Dạ rồi, 1 thùng. Nhưng mà chị lấy 3 thùng đó chị được. Rồi rồi, cảm ơn. Dạ. 3 thùng nhé. Coi như bớt tiết rồi, kiệm được thùng, 30 rồi, đồng. Dạ vâng. Quý vị, trong ngày Tết á. Dạ, coi giống như mình mua 3 quý vị thùng. Uống cái này á. Dạ vâng. Nó rồi lấy 3 thùng nha. Nó uống an toàn hơn sâm nha quý vị. Dạ, uống ngon lắm. An dạ. toàn hơn sâm nước nhiều. Tại vì khi mình uống ai mà uống rượu bia xong á, uống này vô nó mát và nó giải nhiệt và cũng có thể làm cho chúng ta tránh đi những cái rủi ro khi mình uống rượu bia. Đó, đây là cao su root là dây sắn, là rễ sắn nha quý vị. Rất là đặc biệt, hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều điều. Xin quý vị gọi lại cho số điện thoại là 7142905902 và 4084997523 thưa quý vị. Sắn dây Kuzu Root, đây là một loại sắn dây nha quý vị, rất là tốt cho cơ thể của mình nha quý vị.
đã được bào chế để chúng ta có thể uống được liền ngay nha quý vị. Hello. Dạ alo. Dạ. Dạ vâng. Dạ được ạ. Dạ một thùng là 39.95. Dạ được rồi. Dạ 30. Rồi cảm ơn nha. Dạ vâng. Rồi cảm ơn. Rồi, dạ vâng. Rồi. Cái này một thùng là uống một cả tháng trời luôn á. Dạ vâng. Dạ. Tính ra một ngày chỉ có một đồng mà chị. Dạ rẻ quá chị ơi. Khỏi phải đi mua. Hello. Đâu hết. Cái này được bào chế rất là hay. Dạ rồi chị lấy 3 thùng. Dạ được ha. À. Dạ được 3 thùng. Dạ rồi. Dạ vâng. Rồi lấy 3 thùng nha. Thưa quý vị, tính ra một ngày chỉ có 1 đô la thôi quý vị ơi. Một cái mình ra ngoài á, mình đi mua một cái nước uống 4-5 đồng rồi Túng Mã. Mình đi mua một cái ly nước, nhưng mà ly nước đó nó chỉ là concentrate, có nghĩa là nó chỉ dùng cái hương vị của cái nước đó thôi. Mình đi ra ngoài uống cà phê, mình uống boba. Nhưng mà thật sự ra cái này quý vị mua một thùng là 29.95 một ngày, cái chỉ có 1 đô la mà chúng ta có thể giúp cho sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Tăng cường hệ thống miễn dịch, thanh lọc đi các chất độc từ trong gan ra, và chúng ta sẽ ngăn ngừa những bệnh về tim mạch do bia rượu gây ra nữa nha quý vị. Gọi vào ngay để được giá đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta có thể phòng chống được nhiều bệnh nha quý vị. Dạ alo, dạ Mỹ Anh nha. Dạ vâng. Dạ rồi lấy 3 thùng nha. Dạ rồi lấy 3 thùng. Chỉ lấy 1 thùng là 39.95. Dạ vâng. Có nghĩa mình mua càng nhiều càng giá rẻ nha. Alo. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Giờ chị lấy mấy thùng? Dạ được ạ. Đó, 3 thùng là chỉ có 29. Rồi 3 thùng cho 1 thùng thôi. Rồi dạ. Cảm ơn nha. 3 thùng chỉ có 29. Rồi cảm ơn. Rồi 3 thùng. Dạ rồi lấy 3 thùng đi ha. Một ngày có đô la chị ơi. Dạ từ từ uống. Dạ thơm ngon lắm. Dạ vâng. Rồi cảm ơn chị. Alo. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đang mở hai đường live. Dạ. Quý vị vẫn tiếp tục quý vị gọi vào. Rồi, với sản phẩm thùng. Sắn dây nha quý vị nha. Rồi, cảm ơn. Dạ vâng, đây là một sản phẩm rất là tốt cho okay. Cơ thể của mình, rất rồi, là ngày mai lấy nha quý vị. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua sản phẩm khác. Rồi. Đây là Made in Korea.